Tắt đèn, Ngô Tất Tố, chương 1. Bắt đầu từ gà gáy một tiếng, trâu bò lục đục kéo thợ cày đến đoạn đường phía trước trong đếm tuần. Mọi ngày giờ ấy, những con vật cũng như những người người cổ vài bừa kia đã lần lượt mò ra ruộng làm việc cho chủ. Hôm nay vì cổng làng chưa mở, chúng phải chia cái quãng đứng rải rác ở hai vệ đường giống như một lũ phu, vờ như đón những ông quan lớn. Dưới bóng tối của cái rặng tre tùm, tiếng trâu bò thở hì hò, tiếng bò đập đuôi đen đét, sang với tiếng người khạc khúng khắng. Cảnh tượng điếm tuần thình lình hiện ra trong cái ánh lửa lập lòe của chiếc mồi trơm bị thổi. Cạnh dãy sào giáo ngã dựng ở giáp tường, một lũ tuần phu lố nhố ngồi trên đất chiếu quằn quèo, có người phì phò thổi mồi, có người ve ve mồi thuốc và chìa tay chờ đón điếu đốm, có người há miệng ngáp dài, có người đang tay dụi mắt, có người gói đầu lên trên cái hiệu sừng trâu, ngánh mặt vào vách mà ngáy. Cái điếu cày và cái đốm lửa bị 5-6 người truyền tay chiếu đi chiếu lại độ vài ba vòng, ánh lửa lại tắt, trong điểm chỉ còn tiếng nói chuyện rầm rầm. Gà gáy dục, trời sáng mờ mờ, trâu bò con đứng con nằm thi nhau quay hai cái hàm răng nhai trầu suông và nhả ra những cục nước bọt to bằng cái trứng. Thợ cày khắp lượt dùng bắp cày, bay cày làm ghế ngồi, cùng nhau bàn tán về cái chuyện sư thế. Những con chèo bẻo, chẻo choẹt hót trên ngọn tre, nhưng muốn họa lại cái khúc tréo rắc mà người quê vẫn hay gọi bái cô cởi, của những con chào màu đậu trên cành son, đon đã chào vẻ đẹp tươi đẹp của cảnh trời buổi sáng. Toàn cổng vẫn đóng chặt, tuần phu lại lần lượt thổi những cái mồi thuốc lào. Ông Trương ơi, ông làm ơn mở cổng cho tôi đánh trâu ra đồng ạ. Bây giờ á, như mọi ngày thì tôi đã cài được 3 sào ruộng rồi. Hôm nay bây giờ cứ nhông nhỏng ở đây, phỏng chừng từ giờ đến trưa, cày sao cho xong được cái ruộng 2 mẫu 2. Thôi ông làm phúc làm đức. Sau tiếng năn nỉ của anh chàng cục mịch, vài vác cày, tay cầm thần trâu, Trương Tuần quẳng cái điêu cài xuống đất, thở nốt một cái khói thuốc trong miệng, rồi dương đôi mắt say thuốc lờ đờ. Nay chẳng xong thì mai, ông Lý đã bảo su thuế còn thiếu nhiều, không cho một con trâu con bò nào ra đồng hết á. Thưa ông chủ tôi nóng tính lắm kia. Ông ấy đã dặn buổi nay tôi phải cài cho xong ruộng ấy, nếu không xong á, đến trưa về ăn cơm. Ông ấy mắng như tát nước và nói như móc cơm ra. Chứ tôi có muốn vất vả vào mình làm gì. Vả lại ông Lý sai Tuần đóng cổng, cốt để bắt trâu bắt bò của người thiếu thuế kia chứ. Ông chủ tôi nộp thuế đủ từ hôm qua rồi, xin ông mở cổng cho tôi. Trương Tuần nhăn mặt, không có phải tập biểu, không có phải thần phu, biết điếc gì đâu ông chủ mày nộp thuế rồi hay chưa. Bây giờ mở cổng cho anh á, chắc nữa ông Lý ông chửi cha tôi lên á, anh có nghe họ tôi không? Anh chàng cục mịch lủi thủi đánh trâu gồng xuống núi để nhường khu đất điếm cho người khác vác bừa và đuổi trâu lên. Người ta trâu nhà, ông chẳng cho thì chớ, đây tôi trâu thuê, đồng 2 một buổi đáp ông ạ. Xin ông lượng tình mà ngõ cổng cho tôi ra đồng, kẻo trưa quá mất rồi. Người ấy thì tha thiết, Trương Tuần chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu. Nếu quá trưa thì bừa luôn đến chiều, trâu thuê sợ gì. Thế được thì còn gì chuyện nữa, của một đống tiền ai để cho nó ớp đến chiều. Chỉ đến non trưa, ông chủ trâu á cho thuê đã ra tận ruộng tháo vài trâu mà dắt về, muốn bừa thêm một đường nữa thì cũng không cho ông mà. Thôi mùa làm ăn ông nghĩ lại. Tôi chắc nghĩ thì bố á, tôi sống lại bảo tôi mở cổng bây giờ thì tôi cũng chịu, đừng nói như anh. Người ấy lại bước bừa đưa trâu trở về chỗ cũ với cái mặt sắc thiêu thiểu. Mặt trời ngấp nghé lũy muốn nhóm vào điếm. Tuần phiên lẻ tẻ vác sào vác chiếu đeo hiệu đi về, trong điếm chỉ còn duỗi guốc ngọn lửa, ngồi trên chiếc chiếu đếm những mồi bữa tro và điểu, đốc suất mấy tên đàn em ở lại canh ngày xa xa nẻo trong đình. Một hồi á, mỏ cá thật dài tiếp luôn đến những thòi trống ngủ liên nệm đủ 3 hồi 9 tiếng, nhưng có vẻ kinh ngạc từ những hiệu ngựa dữ dội ấy, mấy con trâu con bò nằm cong queo trên đường đồng thời lớp ngớp đứng dậy. Mẹ cha chúng nó, hôm nay vẫn chưa đóng thuế
chúng nó định để tội vạ cho ai. Được, cứ bướng đi, ông bắt hết trâu bò bán ráo. Tiếng chửi ôm sòm như dục mấy chục cặp mắt ngơ ngẩn của cái bọn cái đều phải nghiêng về phía Đình. Ông Lý cắt nách cuốn sổ, một tay cầm cây gậy xong, một tay xết cái ống quần móng lợn, vừa đi phía phía Đình vừa thét những người chậm đóng thuế. Đã năm hôm nay, nghĩa là sau cái bài bổ trình phủ đã giao về một chữ y, Lý trưởng Đông Xá ngày nào cũng vất vả về thuế. Đầu tiên hắn còn nói cho rõ rao, rồi đến tộc biểu bằng phu đi thu, rồi đến đầy tớ của hắn đưa đầy tớ chánh tổng đi thúc từng người. Trong năm ngày nay ngày nào cũng vậy, mỏ cá trong thúc liên hồi, hiệu ốc hiệu sừng thôi in ỏi suốt từ sáng sớm cho tới tối mịt, trong làng lúc nào cũng như đánh như cướp. Bây giờ đã gần đến ngày đổ thuế, công việc càng gấp. Hôm qua hắn đã lên phủ xin với ông phủ phái cho một người cai lệ và hai người lính cơ về làng để trừng trị những kẻ bướng bỉnh. Nhờ có cái thần thế ấy, hắn mới chửi trở, thét mắng khắp làng cho oai. Thợ cày và tuần phu điếu biết hắn khách dịch của ông Lý, ai nấy chỉ đáp lại những câu chửi chửi bằng cái sự nín thinh. Trâu bò nhiều con vẫy tay như muốn chào một người chức vệ trăm phần, trong khi người ấy lướt qua mặt chúng. Bước lên sàn điểm, Lý trưởng quăng tạch cái cuốn sổ xuống sàn, giơ tay chỉ vào mấy tên đàn em, hiệu không thổi để làm sổ bố chúng mày à. Một hồi còi tu tu đồng thời vang lên, hiệu sừng sen với hiệu ốc, theo đúng hiệu ốc cố, đúng theo mệnh lệnh của nhất lý chi trưởng, đập tay vào nhau rủ cho sạch bụi, ngồi co chân lên vào chiếu. Lý trưởng vớ lấy một chiếc điếu cày và sai hai tuần phủ lấy đốm khỏi lửa. Mấy hình thợ cày của những điền chủ đã nộp thuế bạo dạng tiến lên mặt ông Lý. Thưa ông, trời trưa lắm rồi, xin ông Tuần mở cổng để cho chúng tôi đánh trâu đi cày. Thông thả, hãy đứng đấy, cày đã nóng mặt thuế của nhà nước à. Vừa nói, Lý trưởng vừa chặt cái mồi thuốc vào điếu, húp luôn một sạp ba điếu, khói thuốc theo hai lỗ mũi tuôn ra như hai cái ngà voi. Lý trưởng giọng trạc, Trương Tuần, anh bảo nó ra mở cổng, nhà nào đủ thuế thì cho trâu bò ra đồng, còn nhà nào mà thiếu thì bắt trâu đò điệu về dinh cho tôi, để tôi liệu cho chúng nó. Sau một tiếng dạ của Trương Tuần, mấy tên đàn em lay hoay tháo nêm thúc trên cổng, rồi cùng đứng dõi theo chèo chân. Cô lấy hết sức của lực điền xuống, xuống gạch vì cái cổng đã mòn quá nhiều. Lý trưởng đứng trên mở sổ sướng tên những người đã đủ thuế cho Trương Tuần nghe, ước chừng 10 con trâu bò được bọn thợ cày đưa ra cùng đi ngoài cổng, còn độ 20 con nữa đều phải vâng lời ông Lý. Theo gót Trương Tuần và Tuần Phủ lũ lượt kéo vào sân đình, chờ khi phải chịu tội thay cho chủ.